Xin chào các bạn, trong phần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tắt SE Linux. SE Linux là Security Enhanced Linux, là một cơ chế bảo mật trên Linux sẽ giúp bảo mật hơn hệ thống file và hệ thống tiến trình của Linux. Nhưng mà vì lý do ban đầu khi các bạn làm quen với Linux thì các bạn sẽ khó khăn trong cái việc cài đặt hoặc là vận hành Linux, thực thi các cấu hình và các bạn thấy rất là đúng rồi và không hiểu tại sao các dịch vụ của các bạn vẫn không chạy thì có thể là do SE Linux. Nếu về sau các bạn đã vững vàng trong việc quản trị Linux và các bạn muốn gia tăng an ninh hơn cho hệ thống Linux của mình thì các bạn sẽ sử dụng SE Linux. Còn bây giờ khi các bạn mới học Linux thì mình khuyên các bạn là nên tạm tắt SE Linux đi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tắt SE Linux đi. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta mở shell ra và đầu tiên chúng ta kiểm tra xem SE Linux có được bật trên cái máy chủ Linux của chúng ta không. Thì chúng ta gõ câu lệnh là get enforce enter. Thì nếu như cái giá trị là enforcing thì có nghĩa là SE Linux đang được bật trên hệ thống Linux của chúng ta. Nếu như các bạn muốn tắt ngay cái SE Linux này đi thì chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh là set enforce cách ra bằng 0, có nghĩa là disable và enter. Lúc này các bạn kiểm tra lại bằng câu lệnh là get enforce. Các bạn sẽ thấy giá trị là permissive. Permissive cũng có nghĩa là disable rồi. Đó. Nhưng mà khi chúng ta sử dụng câu lệnh này, nếu như hệ thống Linux của chúng ta khởi động lại thì SE Linux lại vẫn được bật. Thế thì nếu như chúng ta muốn tắt SE Linux một cách triệt để thì các bạn vào đây. Các bạn gọi là vi cách ra etc sysconfig và SE Linux enter. Các bạn đến cái dòng là SE Linux bằng enforcing này. Các bạn sẽ nhìn thấy ở đây có những giá trị là enforcing này, permissive và disable. Thì lúc này chúng ta sẽ disable SE Linux đi. Thì chúng ta sẽ cho cái giá trị enforcing bằng cái giá trị là disable. Các bạn nhớ là chữ disable là có chữ D ở đằng cuối. Và chúng ta save vào, thoát ra và khởi động lại máy tính của chúng ta bằng câu lệnh là reboot, enter. Sau khi khởi động lại, mình sẽ kiểm tra câu lệnh get enforce để xem SE Linux đã được disable chưa. Thì mình gõ là get enforce, enter. Rồi, các bạn sẽ thấy trong trường hợp này SE Linux đã được disable. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các bài tiếp theo.